Sở Nông nghiệp Kim Bắc xin kính chào quý khách, hiện tại đang là buổi sáng ngày 18 tháng 7 năm 2020 và trên màn ảnh quý khách hàng đang theo dõi là một chiếc tủ kệ TV cột nho cánh đục từ quý dài 2m4 bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ của Nam Phi, một sản phẩm sở nhâm hoàn thiện theo đợt đặt hàng của anh Thành, anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi đi bàn giao cho gia đình nhà anh Thành thì sở em xin phép quay lại một video clip ngắn để giới thiệu cái sản phẩm này để toàn bộ quý khách hàng gần xa có thể chiêm ngưỡng được mức độ hoàn thiện cũng như là mức độ chọn gỗ chọn vân bên sở nhà em. Và cái sản phẩm này thì sở em cũng công bố luôn là sở nhà em hoàn thiện theo phân khúc giá bình dân và giá thành cho một chiếc tủ kệ TV cột nho cánh đục tứ quý dài 2m4 bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Như trên màn ảnh quý khách hàng đang theo dõi thì hiện tại sở nhà em đang chào bán với giá là 8.500.000 đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu một chiếc tủ kệ TV như trên màn ảnh quý khách hàng đang theo dõi thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để sở em giới thiệu chi tiết về cái bộ sản phẩm này để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và em xin nhắc lại giá thành cho một chiếc tủ kệ TV phân khúc giá bình dân thì hiện tại sở em đang chào bán với giá là 8.500.000 đồng bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ ở Nam Phi, sản phẩm có tên gọi là kệ TV cột nho cánh đục tứ quý dài 2m4 với kích thước phủ bì tổng chiều dài là 2m4, sâu là 48 phân và cao từ mặt đất cho đến phần mặt ván địch là 82 phân và cao đến cái phần để TV là 72 phân quý khách hàng nhé. Và sản phẩm là hoàn thiện kỹ đẹp từ trong ra ngoài. Và ngay sau đây thì em sẽ đi gần hơn để cho quý khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng được mức độ hoàn thiện tỉ mỉ kỹ lưỡng bên sở gỗ Mỹ Gạch Kim Bắc. Và đầu tiên thì em sẽ đi đến các cái phần mặt ván đỉnh bên trên. Các cái phần mặt ván đỉnh bên trên thì xưởng em làm ván liền một tấm có độ dày là 1 phân quý khách nhá. Đó, hàng là hàng chọn vân cơ kia đỉnh cao đây. Và với chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi thì khi khách hàng sử dụng thì không lo mối mọt, không lo cong vênh cũng như là không lo những cái đường nứt răm nứt toác. Và hơn nữa thì xưởng em là phủ sơn BU với chất liệu sơn O7, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao. Và em sẽ quay nghiêng để cho quý khách hàng có thể tham khảo đây. Đó, sản phẩm là cực kỳ là bóng, nhẫn, nó rất là lì quý khách hàng nhá. Nhẫn nhụi, rất là lì đây, sở rất là mate. Và bên em hoàn thiện kỹ lưỡng cả trong ra ngoài. Đó. Ván mặt toàn bộ là ván liền quý khách hàng nhá. Đó, ván là ván liền. Cái phần ô để TV thì xưởng em làm có tổng chiều dài là 1m28 để cho quý khách hàng có thể để vừa một chiếc TV là 55 inch. Đó. Hàng là chọn vân chọn gỗ đây. Và toàn bộ là vân thật gỗ tự nhiên và sở em là phủ sơn BU là cực kỳ đều màu. Và phủ sơn là gồm 6 lượt sơn quý khách nhá, nó gồm 6 lượt sơn, 4 lượt lót, 1 lượt màu và 1 lượt bóng. Và tiếp đến các cái phần hồi. Cái phần hồi ngoài thì sở em cũng làm hồi liền một lá, có độ dày là 1 phân, đó. Và cái phần hậu bên sau đây. Cái phần hậu thì sở em cũng là phủ sơn màu bóng đầy đủ để cho quý khách hàng có thể dễ lo chùi. Đó, sản phẩm sở rất là mát tay cả phần hậu các bạn nhá. Và tiếp đến là cái phần mặt trước. Toàn bộ các cái phần mặt trước là cái phần cảnh đục. Thì sở em là hàng đục mé, phân khúc giá bình dân và giá thành là 8.500.000 đồng. Đó, sản phẩm là hoàn thiện kỹ lưỡng đây. Hoàn thiện rất là tỉ mỉ quý khách nhá. Đó, toàn bộ những cái đường chân đục thì sở em là cạo lạo giấy ráp trà lu cũng như là hoàn thiện phần mộc và hoàn thiện phần phủ sơn BU rất là tỉ mỉ. Hàng rất là trơn tru các bạn nhá. Rất là trơn tru. Và các cái phần mặt kéo đây thì xưởng em là cũng phủ sơn. Đó, phủ sơn rất là nhẫn nhụi đây, màu bóng đầy đủ cả bên trong. Và bên dưới là cái phần mặt ván cánh. Thì xưởng em là đục tích tứ bình, tùng cúc trúc mai. Và cái phần mặt ván cánh có độ dày là 1 phân 2. Toàn bộ là ván liền một tấm. Và hoàn thiện thì rất là tỉ mỉ đây. Và những cái mặt hàng giá bình dân thì không phải cơ sở nào cũng có thể hoàn thiện kỹ lưỡng như này. Đó. Và hiện trạng thì em quay rất là cận cảnh cũng như là quay chậm tỉ mỉ kỹ lưỡng để cho quý khách hàng có thể tham khảo được cái mức độ hoàn thiện bên sở gỗ Mỹ Gạch Kim Bắc. Đó, hoàn thiện rất là nhẫn quý khách nhá, toàn bộ những cái đường chân đục, những cái đường tỉa đây. Đó, hoàn thiện rất là kỹ. Và cái phần khung cánh có độ dày là 3 phân. Đó, khung cánh độ dày 3 phân. Và cái phần bên trong, cái phần bên trong thì sở em hoàn thiện là kỹ lưỡng từ phần hồi hậu đến phần đáy đây. Sờ rất là mate. Đó, sản phẩm rất là dễ lo chùi quý khách nhá. Đó, sờ rất là mate. Mọi ngóc ngách thì sờ là đều phủ sơn kỹ lưỡng. Và bên cạnh đó là cái phần cột nho. Cái phần cột nho thì sờ em làm có đường kính là 12 phân, đục quả dưa, con sóc và lá nho. Hàng hoàn thiện là mọi ngóc ngách quý khách nhá, mọi ngóc ngách. Đó. Mặt ván cánh là đục tích tứ bình, tùng cúc trúc mai.
và cái mức độ hoàn thiện là rất là kỹ, đó, rất là kỹ. Và giá thành hiện tại thì sở em đang chào bán với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Hàng là phủ sơn nhẫn nhụi từ trong ra ngoài. Và mức độ lọc gỗ lọc vân thì cũng là tuyệt vời, đỉnh cao cái này nhé. Đó. Hoàn thiện rất là kỹ. Từ cái phần mặt ván hậu, ván đáy đến ván hồi thì sở em là hoàn thiện màu bóng đầy đủ. Về cái phần mặt ván cánh là có độ dày là 1/2, toàn bộ là ván liền tấm. Khung cánh là dày 3 phân quý bạn nhé. Và cái phần giải yếm bên dưới thì sở em là đục họa tiết là hoa hồng. Có độ dày là 2/2, đó. Toàn bộ là yếm liền quý bạn nhé. Giải yếm bên dưới đục hoa hồng là yếm liền, có độ dày là 2/2. Và cái mức độ hoàn thiện đây, đó. Hoàn thiện rất là nhẫn nhụi tỉ mỉ đó. Và em xin nhắc lại giá thành cho một chiếc tủ kệ tivi dài 2m4 có tên gọi là kệ tivi cột nho cánh đục từ quý bằng chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Thì hiện tại xưởng em đang chào bán với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Và quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu một chiếc tủ kệ như trên màn ảnh, quý khách hàng đang theo dõi thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 0868 82 80 và 0968 82 80, hoặc về trực tiếp với xưởng gỗ mỹ nghệ Bắc, ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi xưởng em trưng bày rất là nhiều mặt hàng liên quan đến đồ gỗ như là giường, tủ, kệ tivi, bộ bàn ghế phòng khách, đồng hồ. Và xưởng em còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và video clip của em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Và quý vị khi xem video clip cảm thấy sản phẩm đẹp cũng như là video có hữu ích thì có thể like và đăng ký kênh để hàng ngày xưởng em sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và một lần nữa thì em xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của toàn bộ quý khách hàng gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại.